Hôm nay chuẩn bị rất nhiều bao bố nhá, để chúng mình sẽ thi một cuộc thi, đó là thi nhảy bao bố. Các cậu có thích trò chơi này không? Có. Hôm nay chúng ta sẽ thi xem ai là người khéo léo nhất này, ai là người có sức khỏe nhất này. Chúng ta bây giờ sẽ phải chùm cái bao bố này vào chân và nhảy một vòng. Đây nhá, chúng ta sẽ nhảy đây này. Nhảy sang bên này này. Sau đó lại phải nhảy về như thế này này. Các cậu đã nắm rõ luật chơi chưa? Rồi ạ. Ai mà nhảy về đích nhanh nhất thì người đó sẽ là người chiến thắng. Bây giờ ai sẽ là người chơi trước nào? Ngân sẽ là người chơi trước nhá. Ai sẽ là đối thủ của Ngân nào? À, Vũ. Bây giờ Vũ với cả Ngân sẽ nhảy thi với nhau nhá. Nào các bạn chú ý. 1, 2, 3, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Bắt đầu. Hai bạn ấy về đích cùng một lúc, như vậy là hòa đấy. Thế còn Trang với cả Phương Linh có thích nhảy không? Được rồi, thế thì bây giờ Vũ với cả Ngân nhường chỗ cho Trang với Phương Linh nhá. Các cậu chuẩn bị, nghe hiệu lệnh của tớ nhá. Của Vũ nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Cố lên, 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 bắt đầu. Các cậu có thấy không? Các bạn ý nhá, đều rất là nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Các Mập ơi, cậu chơi trò này bao giờ chưa? Tớ chơi rồi, tớ nhảy còn giỏi hơn các bạn đi cơ. Thật không? Thật. Cậu bây giờ, cậu thử nhảy xem có nhanh không? Được rồi, các cậu hãy xem tớ nhảy nhá. Heo Mập, cố lên. Heo Mập, cố lên. Heo Mập, cố lên. Heo Mập, cố lên. Các cậu ơi, tự nhiên tớ thấy đau bụng quá. Sao? Tớ làm sao thế hả Heo Mập? Tớ không biết, tớ đau bụng quá. Chào các em. Chào chị Kinh Hồng. Chào chị Kinh Hồng. Ôi chị thấy ở đây có bao bố, hình như các em vừa chơi nhảy bao bố xong đúng không? Vâng ạ. Chị Kinh Hồng ơi, em đau bụng quá. Heo Mập ơi, em lại bị đau bụng. Heo Mập đang nhảy bao bố thì lại bị đau bụng chị ạ. Thế các bạn nhỏ còn có ai bị đau bụng nữa không? Không ạ. Sao lại chỉ có mỗi mình Heo Mập bị đau bụng nhỉ? Em không biết. Thế cho chị hỏi nhá, trước khi chưa nhảy bao bố thì em có ăn gì không? Em ăn nhiều lắm chị ạ. Em ăn bao nhiêu là bánh ngọt nhá. Chị biết rồi, tại vì em ăn no xong lại vận động, thế nên em mới bị đau bụng đấy. Bây giờ Heo Mập ngồi xuống đây cùng nghe chị kể một câu chuyện. Chị nghĩ rằng sau khi nghe xong câu chuyện chị kể thì bạn Heo Mập sẽ đỡ đau bụng đấy. Bây giờ mình ngồi xuống đây nào. Câu chuyện mà chị muốn kể cho Heo Mập và các em cùng nghe có tên là Gà Trống Ham Bắt Mồi. Nhân vật chính của câu chuyện này là một bạn gà trống đấy. Để xem là chuyện gì sẽ xảy đến với bạn gà trống các em nhé. Bạn gà trống có màu đỏ chót, áo khoác hoa. Trông gà trống thật là bảnh trệ. Một hôm, gà trống trông thấy một chú châu chấu đang bay lượn, dạo chơi trên bãi cỏ. Nhìn thấy châu chấu, gà trống rất khoái chí. Chú vội vàng đuổi theo để bắt cho bằng được. Châu chấu sợ quá, vội vã bay khỏi bãi cỏ, rồi bay vào tận trong rừng sâu để trốn. Phạch, phạch, gà trống vỗ thật lực đôi cánh to khỏe của mình để đuổi theo châu chấu. Nhưng nguy quá, không những gà trống không bắt được châu chấu mà còn bị lạc mất rồi. Chị Kính Hồng ơi, chỉ vì đuổi theo châu chấu mà bạn gà trống đã bị lạc đường. Ôi, nếu mà lạc đường như vậy không biết đường về thì chắc là nguy hiểm lắm đấy ạ. Chị cũng nghĩ rằng bạn gà trống chắc là đang lo sợ lắm đấy. Hy vọng là bạn ấy sẽ thoát ra được khỏi khu rừng. Mình cùng nghe tiếp câu chuyện em nhé. Bạn gà trống sợ hãi lắm, cất tiếng gáy âm mỹ, nhưng chẳng có ai nghe thấy, khu rừng vẫn im phăng phắc. May quá, trên đường đi vẫn còn sót lại rất nhiều sợi lông vũ của gà trống làm rớt từ sáng. Bây giờ chỉ cần đi theo những sợi lông là gà trống sẽ tìm được đường. Đi theo những sợi lông vũ, cuối cùng gà trống cũng ra khỏi khu rừng âm u đáng sợ. Và cuối cùng bạn ấy cũng đã về được đến nhà. Từ đó trở đi, bạn gà trống không bao giờ ham bắt mồi nữa để khỏi bị đi lạc vào rừng một mình. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Hello, hay quá. Vậy thì sau khi nghe câu chuyện thì bạn nói chị biết nhá. Tại sao bạn gà trống lại bị lạc vào trong khu rừng không một bóng người nhỉ? Em biết. Chị mời em. Em thưa chị là bạn gà trống mà bắt châu chấu ạ.
Đúng rồi, do bạn gà trống mày bắt châu chấu nên bạn ấy bị lạc vào một khu rừng đấy. Trong lúc rất sợ hãi, không biết cách nào để ra khỏi khu rừng thì bạn gà trống đã phát hiện ra một điều, và điều đó đã giúp bạn ấy trở về nhà được. Em có biết đó là điều gì không? Em biết. Là chị mời Vũ. Em thưa chị, bạn ấy đi theo lông vũ của mình ạ. Đúng rồi, chị hy vọng rằng sau khi nghe câu chuyện chị kể, kèm sẽ không bao giờ la cà để khỏi bị lạc như bạn gà trống nhé. Vâng ạ. Em Ngọc ơi, thì em đã hết đau bụng chưa? Dạ, em hết đau bụng rồi ạ. Tốt quá. Kèm ơi, ngày hôm nay kèm lại được chơi trò chơi này, được nghe chị Kính Hồng kể câu chuyện gà trống ham bắt mồi nữa. Hẳn là bây giờ kèm đã mệt rồi, đã tới lúc các bé ngoan của chị phải đi ngủ. Trước khi đi ngủ, các bạn còn nhớ là chúng mình phải làm điều gì không nhỉ? Đánh răng. Đúng rồi, trước khi đi ngủ, kèm nhớ đánh răng thật sạch nhé. Còn bây giờ, chị Kính Hồng, bạn Thỏ Láo, bạn Heo Mập và các bạn nhỏ xin được gửi lời chào tạm biệt tới các em và chúc các em có một giấc ngủ thật ngon. Kèm ơi, chúng ta hãy cùng chúc các bạn ngủ ngon. Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya.